14 này. Nhớ là chọn thông tư 26 nhé. Vâng. Chọn quý hoặc là chọn hàng phụ lục mua vào và bán ra. 1 1 6 7 8 8 9 6 3 3 rồi đúng rồi này. 5 6 1 9 5 10 đúng rồi này. Đây là số tiền bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng, nó nằm ở chỉ tiêu 26 này này thì là đúng. Bởi vì ở đây của mình là bán ra không chịu thuế chứ không phải là chịu thuế suất 0%. Vâng. Điền ngày ở đây là ngày mùng 5 tháng 1 2022. Bây giờ này, nhấn vào chữ in này. Vâng. Nhớ là cuối mỗi quý, sau khi hạch toán mua vào và bán ra xong thì lên tờ khai như vậy. Lên tờ khai xong thì nhấn vào cái chữ in và nhấn tiếp chữ in. Ở đây nó vẫn đang tên Việt Hưng đúng không? Cứ nhấn xuất khẩu XML bình thường. Đây là thuế Hải Dương đúng không? Vâng. Thuế nào đây? Thành phố chứ. Rồi. Lưu nó ra ngoài laptop cũng được. Không cần xem. Xong, sau đó sang HTKK này. Chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng này. Chọn quý mình cần kê khai ở đây là quý 4. Không cần phải chọn các phụ lục. Và đây là lần đầu tiên mình kê khai thì mình chọn tờ khai lần đầu. Nhấn đồng ý. Vâng. Bây giờ mình nhập khẩu này. Nhập từ X và L này. Chọn thông tư 26 này. Đấy. Không, nó tự vào đây thì nó sẽ thành Safi thôi. Vâng. Bây giờ bạn tra cứu cho mình cái tờ khai quý 3 năm 2021. Để mình xem cái số tiền ở chỉ tiêu 40 ấy, 43 ấy, xem là có không. Mục đích là để làm gì, là để xem cái tờ khai của quý 3 ấy là nó có khấu trừ thuế không ấy. Vâng. Thì để mình nhập nó sang để cho nó liên tiếp nhau, hiểu chưa? Vâng. Rồi, khai thuế này. Tra cứu tờ khai. Chọn giá trị gia tăng. Mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. Quý 3 này. À đó, quý 3 có chính thức lần 2 này. Lần 2 có nghĩa mình sẽ lấy cái lần đấy, cái lần cuối cùng đúng không? Đây này, cái này là do từ ngày trước đây này, thấy không? Mình kê khai có được khấu trừ thì thôi mình cứ chuyển nó sang. Đấy, mình phải chuyển nó sang cái chỉ tiêu 22 này này. Vâng. Chỉ tiêu 40 này là chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chỉ phí sau, đúng không? Thì ở chỉ tiêu 22 này này, nó chính là thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang đây. Vâng. Gì? Ghi xong rồi là kết xuất ra XML. Vâng. Đi vào đâu đấy? Chị cứ cho vào cái học kế toán nữa cũng được. Tờ khai xác quý 4 năm 2021 này. Đây là tờ khai thuế giá trị gia tăng. Được chưa? Vâng. Xong thì đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đây. Chọn BC26AC quý 4 năm 21 đồng ý. Cái này mẫu số ký hiệu này. 01GTKT. Không phải GT3 đâu.
Cái này nó là phải tra cứu cái báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 này này. Quý 3 này là làm cái mới chưa ấy nhỉ? Rồi ạ. Rồi. Quý ba là chị em mình làm. 01GTKT3 0001 rồi AB-11T. Không phải. Cái gì mà đợt nào mà có hủy hủy cái gì ấy nhỉ? Có hủy những cái hóa đơn cũ còn lại. Cái đấy là hóa đơn cũ đúng không? Đúng rồi, hóa đơn giấy ấy chị. Ừ. Đây này, thông báo tất cả hủy hóa đơn đây này. À, đúng rồi. Thế thì bây giờ nó là hóa đơn mới rồi, không phải là cái số cũ đấy nữa đâu. Nộp báo cáo bình thường luôn. Không, cái đấy bây giờ hủy rồi thì mình không được kê cái đấy nữa. Đây, mình kê với cái mẫu này này. Mình phải kê với cái mẫu này này. Đây này. 01GTKT0-0001 này. Mẫu số này. Cái này mình phát hành vào tháng 11 năm 21 đúng không? Ừ, thì bây giờ mình phải báo cáo là quý 4 là đúng rồi, đúng chưa? Còn cái kia mình hủy rồi thôi, không phải báo cáo. À tí nữa tí nữa xem cái kia hủy ở cái máy đó. Đây. Quý 4 luôn chị ạ. Ừ. Mình mới hủy mà. Từ số 1 đến số 500 đúng không? Thì ở đây mình sẽ là từ số 1 này đến số 500 này. Đấy. Số lượng sử dụng là hai số à? Không không hủy số nào đúng không? Không chị À ạ. không xóa bỏ số nào đúng không? Và bây giờ nó còn tồn bắt đầu từ số 3 đến số 500 là đúng không? Đúng ạ. Ờ. Rồi, cái báo hủy. Báo hủy hóa đơn. Hủy này là hủy ngày 18 tháng 12, ok. Thì ở đây bây giờ mình sẽ phải thêm một dòng. 01GTKT 3 sửa 001 AB sửa 11T và nó tồn ở đây là tồn từ số 47 đến 50 47 đến số 50 và lúc này nó hủy ở đây là 47 48 49 50 à 1 2 3 4 5 6 7 này, 47 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 4 9 1 2 3 4 5 6 7 50. Rồi, như vậy là nó không có tồn cuối gì nữa. Bởi vì là cái báo hủy này này nó ở quý 4 mà mình cũng đang làm báo cáo quý 4, do đó là mình vẫn phải kê khai hủy. Còn bắt đầu từ quý 1 năm 2022 thì mình chỉ cần khai cái dòng trên này thôi nhá. Cái này nó báo vàng như thế này là do mình chưa khai cái quý nào ở trên HTKK này ấy. Nên nó báo thế thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Xong rồi là kết xuất cái XML này. Đúng rồi, còn một cái ấy nữa, còn một cái tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Đây, thuế thu nhập cá nhân này. Chọn 05KK nhá, là theo quý. Chọn quý 4, nhấn đồng ý. Quý 4 ở đây có bao nhiêu nhân viên? Mở bảng lương chiều nay ra. Bảng lương thuế đây à? Có phải bảng lương thuế này không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tháng 10, tháng 11, tháng 12 lấy ở cái cột tổng lương này đi. Nó sẽ bằng cái này này. Tháng 10 này. Tháng 11 này. Tháng 12 này. Có 7 người.
tổng bao nhiêu đây? 63976 này. Ba tám đây, 7 người tổng thu nhập chịu thuế là đây đã này, số lượng người lao động là 7 người này, lấy số nhiều nhất đấy là 7, và không có ai bị tính thuế nên là không cần phải khai báo các cái thông tin bên dưới nữa, ghi xong rồi kết thúc đấy mà là này. Học cái Này. Rồi tiếp theo là năm ngoái là chưa nộp tờ khai lệ phí môn bài đúng không? vâng Năm nay sẽ phải nộp, đồng thời phải cái nộp. năm 21 thì cái lệ phí môn bài ấy, nếu như có phải nộp thì là cái công ty cũ họ phải nộp chứ. Còn bây giờ mình nộp lại thôi, mình nộp lại để cho nó thể hiện các cái thông tin của bên mình ấy. Tờ khai lệ phí môn bài này, 2022 này, đồng ý này. Công ty cổ phần Safi này, cái này là 2 triệu đúng không? Vốn điều lệ là bao nhiêu? 1,9 ạ. 1 tỷ 900. À không, từ từ để em kiểm tra lại. Nhìn trên giấy phép đăng ký kinh doanh ấy. Vâng đây, em Với này đang nó chỉ ghi nộp lại. một lần thôi. 1,995 triệu chị. 1 tỷ 995. 1,9. Em vẫn để nguyên như thế, em chỉ thay đổi mỗi tên. Thay đổi với tên công ty đúng Vâng. không? Kết xuất này. Còn nộp tiền nữa, nộp tiền thì mai nộp tờ khai qua mạng thì nộp tiền thể nhá. Là họ trích tiền luôn đấy đúng không chị? Ừ. Anh mình phải tự đi. Không, mình nộp tiền thuế môn bài qua mạng luôn. Qua trang thuế điện tử luôn. Giá trị gia tăng, báo cáo hóa đơn, thu nhập cá nhân, tờ khai lệ phí môn bài, đủ rồi đấy. Mai nộp cái này qua mạng nhé. Đồng thời nộp tiền thuế môn bài như này được. Nộp thuế à, tiền thuế thì em cứ nộp vào tài khoản là tự họ trích đúng không? Đến khi mình nộp xong là tự trích đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, tự nó trừ mà. Vâng. Nha, mai nộp lúc nào thì bảo nhé. Vâng ạ, thì em Bởi sẽ vì hỏi cái chị. nộp đấy phải chọn đúng khoản tiểu mục không là bị sai. Vâng. Sai thì lại làm thư tra soát nó phức tạp thôi chứ nó không sao. Vâng ạ. Thế thôi, và khai chỉ có thế thôi nhé. Cái này thì tờ khai là chuẩn, là cứ hàng hàng quý là có ba cái kia là chị là chuẩn, là cần thiết nhất, Đúng là rồi. báo cáo sử dụng hóa đơn này. Cái này là cái thu nhập cá nhân ạ. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quý. Vâng, cái giá trị gia tăng còn cái môn bài chỉ đầu năm mới có. Đầu năm thì môn bài chỉ nộp năm nay thôi, còn sang năm không phải nộp đâu. Sang Sang năm năm 23 chỉ thì nộp không phải mỗi nộp nữa tiền chị. thôi. Vâng, Ừ. chứ không cần phải làm cái tờ khai này nữa đúng Không, đúng rồi. Bởi vì làm lại là vì năm vừa rồi mình thay cái tên ấy. ạ.